gió, tất cả canh đều được làm từ thịt gió tươi, nấu trong ngày. Mỗi ngày nấu canh gió được làm từ thịt gió. Ở tiệm canh gió, tất cả canh đều được làm từ thịt gió tươi, nấu trong ngày. Mỗi ngày nấu một lần, không có đồ cũ. Canh gió được làm từ thịt gió. Ở tiệm canh gió, tất cả canh đều được làm từ thịt gió tươi, nấu trong ngày. Mỗi ngày nấu một lần, không có đồ cũ.